Tư sư vì sao hoàng hậu mặc lợi trong kiếp quá khứ chỉ một lần chặt đầu con dê mà tại sao những kiếp sau này số lần bà bị chặt đầu thì lại nhiều như lông dê quý vị khi mà trồng một cái cây ớt á quý vị có à, nếu mà theo lý thuyết á mình chỉ cần một hạt trong cây ớt thôi. Cây ớt ấy, nó có rất là nhiều hạt đúng không? Mình chỉ cần một hạt của nó thôi. Mình trồng xuống nó đã có thể lên cây ớt rồi. Mà khi cây ớt nó lớn lên như vậy đó. Nó cho ra bao nhiêu cây ớt? Nó có thể cho ra một, nó chỉ cho ra một trái hay không? Không có, nó cho ra rất là nhiều ớt. ha. Mà trong cái dòng đời của nó đó. Ha, nếu mà mình tính trong suốt dòng đời của một cây ớt thì cái ớt nó nhỏ ra như vậy đó mà cái chuyện mà nó cho vài trăm ký ớt cũng không phải là cái chuyện gì lạ ha mà vài trăm ký ớt mà so với một cái hộp ớt như vậy đó Quý gì thử bổ quý vị bổ từng cái trái ớt đó ra quý vị coi trong đó nó có bao nhiêu hạt ừ. thì ngay cả tự nhiên mình trồng một cây đó nó lên mà cái quả nó đã nhiều đến như vậy, huống chi là mình tạo nghiệp, cái kiểu mình tạo nghiệp đó cũng y chang như vậy. Một nghiệp mình tạo, cái quả nó sẽ trổ rất là nhiều và nó sẽ trổ lâu dài. Ừ. Cho nên chuyện nó không có gì lạ. Uh, có thêm một vấn đề nữa sư nghĩ là sư cần nhắc nhở quý vị như thế này trong tăng chi bộ kinh phẩm hạt muối đức thế tôn có nói đó, giống như một cái um, giống như một cái nắm muối đó, mà bỏ vào một cái ly thì không thể uống được nha uh, nhưng mà một cái nắm muối đó, mà bỏ vào trong biển, à, bỏ vào trong sông thì nó không ảnh hưởng gì hết. Cũng vậy, đối với một người không có tu tập, không có giới, tâm hẹp hòi, thì những người đó dù cho họ tạo một cái việc ác nhỏ, thì việc ác nhỏ đó cũng có thể dẫn họ đi địa ngục. Nhưng cũng với một cái nghiệp như vậy, đối với người có tu tập với tâm rộng lớn vô lượng, thì cũng cái nghiệp ác nhỏ đó, họ chỉ chịu uh, kết quả trong ngay trong đời này và nó không hề di hại đến đời sau kiếp khác nói như vậy đó tức là khi mà mình không có tu tập ấy giới hạnh mình không có thì dù cho mình tạo một cái nghiệp ác rất là nhỏ thôi xin nói rất là nhỏ thôi ví dụ như mình ác nào mà nhỏ trời thật sự mình không có cái ác nào mà nhỏ lấy ví dụ thôi mình quăng một cái miếng quăng một cái vỏ kẹo quăng một cái vỏ kẹo ra đường hoặc là mình đi ăn mà mình xài tâm xài giấy hơi hao thì nó tạm sư tạm gọi đó là cái ác nhỏ thực tế nó cũng không nhỏ đâu nhưng mà sư ví dụ thôi thì cái đó, đó cũng đủ dẫn mình đi địa ngục với một người mà họ không có à, không có tu tập ấy thì họ làm những cái ác như vậy cũng đủ để dẫn họ đi địa ngục nhắc để quý vị nhớ nha đừng coi thường bất kỳ một cái ác nghiệp nào à, thành ra đó nó có một cái câu nói đó đừng coi cái việc thiện nhỏ mà không làm đừng coi việc ác nhỏ mà cố làm hmm?